Trưa ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can là cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó một bị can TKA, vị trí tiền vệ, bị bắt để điều tra về tội đánh bạc. NKD bị bắt để điều tra về tội tổ chức đánh bạc. 4 cầu thủ còn lại bị bắt để điều tra về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, ngày 24 tháng 12 năm 2023, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ S.H.B Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng diễn ra tại sân vận động Bà Rịa, 5 trong 6 cầu thủ này đã lên kế hoạch và thống nhất sẽ đá dưới sức. Liên quan đến vụ bán độ trên, ngày 1 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội đánh bạc. Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, ngoài trận đấu trên thì trong trận đấu giữa câu lạc bộ Đồng Nai và câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu tại Cúp Quốc gia trên sân vận động Đồng Nai diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, 5 trong 6 cầu thủ này cũng đã thỏa thuận đá dưới sức, không tấn công ghi bàn. Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ này được trả 24 triệu đồng một người.